16B của chú chị, clip này clip B của chú anh chị. Rồi, 16B này. Trời ơi cái này nè. Một cái cũ nè. Nôm mà dáng trực không chú anh chị. Siêu bông bình lợn. Cưng ha. Đây cả nhà. Năm nay siêu bông bình lợn này làm mưa làm gió tại vì bông nó rất là dữ, không có thể nào mà qua. Kính chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại Phúc An Garden nha. Dạ hôm nay thì em tiếp tục ghé bên vườn của chị Ngân như cô chú anh chị. Dạ hôm nay chị Ngân sẽ lên cho mình một số mã số nha. Đặc biệt là hàng siêu bông bình lợn đến năm ngoái đẹp cho cô chú anh chị mình sưu tầm ha. Em chào chị Ngân nha. Rồi xin chào chị Hiến, rồi xin chào tất cả quý cô chú anh chị rất mà dành cả nước ha. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em trước ngày hôm qua ha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ bên về vườn của chú anh chị. Rồi hôm nay em lên clip này em lên siêu bông bình lợn không đi cho khỏi lộn giống luôn chú anh chị. Rồi. Siêu bông mình lại mã số giờ mấy là 1B đi. Chứ 1B của chú anh chị ơi. Một cây siêu bông mình lại. Clip này là lên siêu bông mình lại không ha. Rồi ok cả nhà. Trời ơi nó quá vậy. Quá trời ơi. Quá ghê luôn. Rồi tặng cái cổ đi. Cổ này nó có 11 rồi. Bệ này quá được. Rồi ok bạn. Bệ của nó là được 62. Sớm sớm thôi cái nhà còn nữa nha. Cao là được 40. 8.029, cái này em vô lưu ý giá là 1 triệu bao ship nha chú anh chị. Trời ơi cái cây này quá tí rồi cả nhà mình ơi, 1 triệu cho mẫu này nha. Số 2B cả nhà ơi. 2B của chú anh chị ơi. Một cây siêu bông bình lợn của chú anh chị, clip này em ra bình lợn không nha chú anh chị. Trời ơi cái này nó quá dị cà na luôn chị ơi. Cưng nha, cái này vô chậu nó đẹp xuất sắc. Quanh 13 đúng rồi. Rồi. Tổng đế của nó là được 49 ạ. Rồi. Chiều cao là 36 ạ. 8.030 ạ. Cái này lưu 800.000 bao ship luôn chú anh chị. Trời, 8 nhỏ mà có vỏ. 3B nha cả nhà ơi. Trời một cây siêu bông bình lợi ha. Nó đẹp gì đâu luôn. Cái đế nó ngon nè cô chú anh chị, quá trời nôm cho mình luôn ha. Nó xuất sắc nha cô chú. Siêu bông. 23 là cái sẫm nôm chú anh chị. Quạnh này được 14 đúng ạ. Tổng đế là được 55 ạ. Rồi. Cao là được 46, 8.046 luôn, 1 triệu bao ship của chú anh chị ơi. 1 triệu bao ship cho mã số 2B, 3B nha cả nhà, 3B. Số tiếp theo nha cô chú anh chị ha, mã số 4B. Trời ơi, quá đẹp. Xuất sắc luôn cả nhà. Cái hàng này ghép già mùa chứ gì, hàng 7 8 tháng luôn chú anh chị, không phải hàng non mùa ha. Rồi ha cô chú anh chị, đó cây cưng quá nha. 10 là hoàn thân ạ, 10 rưỡi mà tính 10 thôi. 36 là tổng đế ạ. Chiều cao 37 ạ. 8.034 ạ. Rồi. Cái này vô lưu giá 750 chú anh chị. Rồi ha cô chú anh chị. Cả nhà. 5B là một cây siêu bông mình lợi nha. Cái đế này cả nhà. Trời ơi nó quái nha. Đế là tổng hoành 14 đúng nè. Chân có chân đủ hết trơn nha. Quái chân trống chân chịu gì có hết. 56 là tổng đế ạ. Quay vệ luôn ha. Chiều cao là 42, 8.000 của nó là 40 ạ. Thú nha cả nhà. Có chân nha nhà cô chú nhìn về mới thấy thú dữ. Cái này vô lưu giá 1 triệu bao ship nha chú anh chị. 1 triệu bao ship cho mã này ha cô chú anh chị. Cả nhà ơi. 6B cây là trời ơi cái này nụ chị Ngân ơi. Quá đó. Trời nụ luôn ha. Bo già quá trời già luôn. Già bo nên là nụ nó lòi lên luôn cô chú anh chị. Nè. Em có lãi lá test thử cây nhỏ kìa. Chừng nào ra bông cái hôm qua cho cô chú anh chị mình xem. Ừ. Hoành là được 14 đúng ạ. Ok nè. 67 là cái tổng đế. Rồi. 49 là chiều cao. Rồi. 8.000 là 46. Cái này em vô lưu giá là cái này vô lưu giá 1 triệu luôn chú anh chị. 1 triệu bao ship quá đẹp cái luôn. Này ha, quá đẹp cả nhà. Đây. Một cây bình lợi cả nhà, trời ơi nụ nè. Cô chú mình về test mặt hoa ok la nha. Trời ơi cây này quá trời nước nụ luôn. Hoành là được 17 của chú anh chị. Rồi. Nằm ngang nha, dáng bò bay ha. 49 là tổng đế. Rồi. Chiều cao là gì hơn gian quá. 34 là chiều cao, 8.034 luôn. Cái này 900.000 bao ship luôn chú anh chị. Rồi, 900 đẹp nè. Mã số này hả cô chú anh chị. Đây. Bình lợi hả cô chú? Clip này em lên bình lợi không? Ừ. Bình lợi cái giống bông rất là đẹp, cái giống này giờ nó quá nổi tiếng của chú anh chị. Quanh này được 13 đúng của chú anh chị. Bông mà nó chùm chùm chùm. Trời ơi, như tú cầu luôn. 4 ngày mà nó chưa rụng luôn chú anh chị. 45 là tổng đế ạ. Quá trời đẹp. Chiều cao là được 41. 8.000 là được 32. Cái này lưu 800.000 bao ship luôn. Rồi. Chính thế nào của chú anh chị ơi, một con quái thú nè, cưng quá trời lúc cả nhà. Lên già bo cái nước nụ dữ dằn, dằn nước nụ dữ chứ. Lắm luôn cô chú anh chị. Nè, nó nở ha mà cái củ nó nè. Cưng quá à. Hoành này được 15 ạ. Rồi. Mình lớn của chú anh chị. Mê. 57 là tổng đế ạ. Cái gì nó lên da gắn á chị Ngân, nhìn cưng quá. Già lắm. 52 là chiều cao, 8.000 là 44. Cái này vô lưu với giá là 1 triệu mốt bao ship của chú anh chị ạ. Rồi ha, hai chậu là xuất sắc luôn nha cả nhà. Trời ơi.
Mùi B của chú. Ủa mùi N, mùi N. Mùi N nha. Ủa mùi B bà nội. Ủa gì nãy giờ có gì lộn ta? Ờ mùi B nha chị ha. Cha. Cái sao này mới chín rồi ta? B. Cáo lỗ của chú anh chị ơi, cái clip này là B của chú anh chị ơi. Tại nay em lên 2 clip. Cho nên là clip B, clip anh nào hay, nhưng mà clip này là clip B của chú anh chị. Mã số 10 B của chú anh chị ơi. Trời. Ủa cái này đẹp dữ nha cha. Bánh này được 13 nè. Trời ơi cái nè. Chân trống, chân chịu gì có đầy đủ hết luôn. Ủa cái này đẹp lắm luôn á. Kinh quá. Cao được 35. Tán ngang là được 32. Ôi đẹp dễ thương. Dạ. 56 là tổng đế. Đây. Cái này 900 ngàn bao ship của nhau chú anh chị. 900 cho mã số này cái nhà. Heo 11B. 11B, ờ đúng 11B. Đây cả nhà. Giúp này là bình lợi không nhau chú anh chị. 5 mắt bo ha. Cô chú anh chị nào mà mới tập chơi thì mình chơi cái giống này mình chăm cũng được. Nó khỏe lắm. Dễ mạnh lên cô chú. Hoành là được 17 đúng ạ. Đây. Con này như hà mã luôn. 72 là chiều là tổng đế ạ. Chiều cao là 54. Tán ngang là 46. Cái này lưu giá 900 ngàn bao ship chú anh chị. 900 bao ship cả nhà mình. Theo mã số 12B. 12B, 12B cái này nó có cái lỗ chỗ nào chú anh chị, nhưng mà vợ đang đi ra rễ luôn nè. Tóc da của chú. Tóc da vợ ra rễ lạnh không chú chị? Rễ nó ra nè. Cái này nhưng mà để đẹp lắm. Cái quái nè ha. Mình lỡ nha cả nhà. Vành nó là được 15 ạ. Ừ. Vành bự. Ồ cái này nó già bo chị con ơi. 57 là tổng đế ạ. Chiều cao được 40 ạ. 8.040 luôn chú anh chị ạ. Cái này 1 triệu bao ship luôn chú anh chị. Trời, có đuôi không kìa. Đuôi nụ quá chừng luôn à. Heo nha cả nhà. Mười mấy ra? 13 thì ạ. Không. Để em coi cái này. Rồi để chị Ngân coi lại nha cô chú anh chị. 13 nè. Này 13 đúng không? Đúng rồi. Rồi. 13B của chú anh chị ạ. 13B cả nhà. Cái bình lợi này quá mạnh luôn, bò quá đẹp. Cái này đẹp nè, cũ nó đế bàn nha. Chú trực nè. Rồi nó quay. Hoành là được 17 đúng. Tổng đế của nó là được 50. Chiều cao là 50. Tán ngang là được 42. Cái này lưu giá 900 ngàn bao ship của chú anh chị ơi. Rồi hết cô chú anh chị mình. Đấy nha. 14B của chú anh chị ơi. Cái này nó có bị tét da xíu nhưng mà không sao chú, đang lạnh ha. Cái đế nôm đẹp quá trời. Nhưng mà cái này toàn diện nè. Bo quá trời bo luôn, lấy bo không mình cũng lợi nữa. Quanh là được 14 đúng ạ. 24. Tổng đế của nó là 66 ạ. Chiều cao là 48. Tán ngang là 46. Cái này em bị tóc da cho nên em để của chú anh chị 900 ha. Tóc da nhưng mà không sao chú anh chị, cây đang khỏe mạnh đàng hoàng, nó đang liền da nè. Cây này trời ơi đẹp nha cô chú, nôm 900 ngàn bao ship ạ. Duyên á. Đấy nha. 15B của chú anh chị. 15B. Một cây quái luôn nha. Siêu bông Sài Gòn luôn. Ủa siêu bông mình lại cái nha. Xem một mình lại nha cô chú. Hàng em bán là bao chuyển giống nha chú anh chị đó. Lúc bán ở Sài Gòn quen rồi qua bên lại thôi bị lộn. 13 đúng của chú anh chị. Rồi. Củ mập nó được 20 nè. Tổng đế của nó là được 50. Chiều cao là 48. Tán ngang là 42. Rồi. Cái này em vô lưu ý giá là 950 bao. 900 thôi. 900 một xíu của chú anh chị. Rồi ok nè. 16 em... B. 16B. 16B của chú chị. Clip này clip B của chú anh chị. Rồi, 16B này. Trời ơi cái này nè. Một cái cũ nè. Nôm mà dán trực không chú anh chị. Siêu bông bình lợi. Cưng ha. Đây cả nhà. Năm nay siêu bông bình lợi này làm mưa làm gió quá, tại vì bông nó rất quá là dữ luôn. Không có thể nào mà qua mai nào qua mai siêu bông bình lợi được. Thiệt luôn. 16 quá là cái hoành thân của chú anh chị. Tổng đế là 55. Rồi. Cao là 47. Tán ngang là 33. Cái này giao lưu giá 1.2 triệu bao ship nha chú anh chị. Rồi, 1.2 triệu cho mã số 16B ha. Tiếp theo ha. 17B của chú anh chị ơi. Mã số cuối clip luôn nha cả nhà. Trời ơi, cái cây này cái gì đâu mà nó có duyên lạ lùng vậy chứ. Nhìn thấy cưng nha. Nè, ô chân quá trời chân luôn rồi. Nừng, có cái này nè, cái này ngon. Cái đuôi mà đuôi chừng do mất cười à. Hai cái đuôi hắt bính lại chưa nè. Hai cái này tréo lại nè, liền luôn nè. Nhìn nó quái quái. Nhìn cưng ngát. Quả này được 14 đúng của chú anh chị. Rồi. Tổng đế của nó là được 59. Chiều cao là 50. Cái này là 48. Cái này giao lưu với giá là 1.1 triệu em bao ship nha chú anh chị. Trời, 1.1 triệu cho mã số cuối clip là mã số 17B nha. Dạ rồi, số 17B này cũng là mã số cuối clip của em nha. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian ra theo dõi và xem hết clip nha. Hy vọng cô chú anh chị sẽ chọn được cây ưng ý về mình
lấy bơ mình nhân giống ra, mình chu tầm, mình chăm, mình chơi tết không chú chị. Rồi xin chào chú anh chị ạ. Dạ rồi, em kết thúc video tại đây luôn nha. Cảm ơn cả nhà mình đã quan tâm và theo dõi. Em hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.